các bạn, phương pháp phun sơn truyền thống thì rất tốn thời gian và công sức mà lại mang đến hiệu quả không cao. Vậy thì tại sao bạn không sử dụng phương pháp phun sơn hiện đại? Để đáp ứng được nhu cầu đó, thì Phương sẽ giới thiệu đến quý vị chiếc máy phun sơn Macro MPS G80800V. Và chiếc máy phun sơn này có thể sử dụng để phun sơn các tường nhà, làm cho không gian tươi mới, hoặc là dùng cho thợ mộc để phun sơn các loại gỗ, hoặc là thợ cơ khí để sơn các mái tôn. Và cấu tạo của chiếc máy phun sơn Macro này rất đơn giản, với tay cầm chắc chắn, công tắc on off, với bình chứa sơn và dung tích là 800ml. Phía sau có núm vặn để điều chỉnh mật độ và tốc độ phun. Phía trước là đầu phun với đường kính là 0,8mm. Và các bạn có thể tháo lắp, thay thế dễ dàng đầu phun. Và đây là dụng cụ để tháo lắp đầu phun. Và máy còn được trang bị thêm một cốc đong sơn. Để sử dụng thì các bạn sẽ tháo lắp bình sơn dễ dàng. Hoặc là tháo lắp đầu phun. Máy phun sơn có công suất là 80W với tốc độ phun là đạt 280ml trên phút. Với chiếc máy phun sơn Macro này sẽ giúp công việc phun sơn của bạn hoàn thành nhanh chóng mà không tốn sơn. Sơn nước sơn phun ra đều, mịn và đều màu. Và đối với những loại vật liệu mà sẽ có thời gian và mật độ sơn khác nhau, đối với các loại sơn gấp nước thì các bạn sẽ sơn trong vòng 20 đến 25 giây, sơn lót thì là từ 24 đến 28 giây, sơn vernix là 20 đến 25 giây, và với các mật độ và tùy vật liệu khác nữa các bạn có thể tham khảo trong hướng dẫn sử dụng. Với chiếc máy phun sơn này thì các bạn có thể cầm tay dễ dàng để phun sơn ở mọi vị trí, ngay cả trên trần nhà hay là dưới sàn. Thu Phương tin chắc rằng với chiếc máy phun sơn Macro MPS G80800V thì các bạn sẽ được hỗ trợ rất nhiều trong công việc. Và để đặt mua sản phẩm, quý vị hãy nhấc máy lên và liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại tại Hà Nội 024-3785-5633, Thành phố Hồ Chí Minh 028-3830-8569 để được tư vấn miễn phí, hoặc là các bạn có thể truy cập vào website meta.vn để xem chi tiết sản phẩm và đang online nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.